EasyU là gì? Nội dung thi như thế nào? Thi ở đâu? Khóa đăng ký như thế nào? Đây là những câu hỏi mà rất là nhiều các bạn du học sinh đang băn khoăn. Vậy thì hôm nay hãy cùng thầy tìm hiểu về kỳ thi này nhé. EasyU là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Nhật dành cho các bạn du học sinh có nguyện vọng thi vào các trường đại học của Nhật Bản. Và các trường đại học của Nhật Bản dựa vào điểm số của kỳ thi này để xét tuyển. EasyU có một tên gọi khác, đó là Ryugakushiken, và các bạn Việt Nam thường hay gọi kỳ thi này là kỳ thi Ryu. Được chia làm hai khối, thứ nhất khối Bunke còn gọi là khối xã hội, thứ hai khối Rike còn gọi là khối tự nhiên. Khối xã hội Bunke thì chúng ta sẽ thi những môn như sau: thứ nhất là tiếng Nhật, thứ hai là toán 1, thứ ba là môn tổng hợp. Khối Rike thì chúng ta sẽ thi môn tiếng Nhật, môn toán 2, lý, sinh hoặc là hóa. Môn tiếng Nhật là môn quan trọng nhất, trường sẽ dựa vào điểm số để đánh giá năng lực của bạn, xem bạn có đủ năng lực để tham gia các giờ học của trường đó hay là không. Và rất là nhiều trường chỉ xét tuyển hồ sơ thông qua môn tiếng Nhật mà thôi. Điểm tối đa trong môn tiếng Nhật của chúng ta là 400 điểm, trong đó 200 điểm dành cho đọc hiểu, còn lại 200 điểm dành cho nghe đọc hiểu và nghe hiểu. Chúng ta có một bài viết luận bao gồm 400 đến 500 chữ trong vòng 30 phút. Tuy nhiên hầu hết các trường sẽ không đánh giá bài viết này. Ngoài tiếng Nhật ra thì chúng ta sẽ thi môn tổng hợp, môn toán 1 dành cho khối xã hội, Bunke. Và đối với khối Rike là khối tự nhiên thì chúng ta sẽ thi môn toán 2, lý, hóa hoặc là sinh. Tất nhiên khi mà chúng ta thi nhiều thì cơ hội lựa chọn cho chúng ta sẽ tăng lên, phải không nào? Thế nhưng điều quan trọng ở đây là chúng ta sẽ phải lựa chọn trường và khoa trước để xem rằng là khoa đó, trường đó đang yêu cầu chúng ta thi những môn gì để chúng ta tránh lãng phí thời gian. Kỳ thi này được tổ chức ở 16 tỉnh thành ở Nhật Bản. Ở Việt Nam thì chúng ta sẽ có hai địa điểm thi. Hồ Chí Minh thi ở trường Đại học Sau và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội thì chúng ta sẽ thi ở trường Đại học Ngoại thương. Kỳ thi EasyU sẽ được tổ chức hai lần, lần thứ nhất vào tháng 6, lần thứ hai vào tháng 11. Ở bên Nhật chúng ta sẽ đăng ký thông qua internet. Mình có để link dưới đây nhé, các bạn có thể đăng ký qua link ở đây, link của Jasso. Ở Việt Nam thì chúng ta sẽ phải đến đăng ký trực tiếp. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ đến trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ở Hà Nội thì chúng ta sẽ đi đến trường Đại học Ngoại thương. Có nhưng rất khó, vì thế hãy học cùng mình, đừng học một mình. Hiện tại trên website Dũng Mori đã hoàn thành xong khóa học EasyU môn tiếng Nhật. Hy vọng khóa học này sẽ trở thành cầu nối giữa bạn với cánh cổng trường đại học tại Nhật. Trước tiên chúng ta hãy vào phần giới thiệu về kỳ thi EasyU để tìm hiểu về 7 điều cần biết và cách đăng ký thi online dành cho các bạn thí sinh muốn dự thi tại Nhật. Trước khi vào từng bài cụ thể, hãy xem video clip giới thiệu tổng quát bài thi đọc hiểu để hiểu rõ hơn về cách học và cách làm bài hiệu quả nhất nhé. Cái bài hôm đó là bài gì mà chúng ta nhìn trong tài liệu, các bạn sẽ đọc và làm trước cho mình. Và cái quá trình mà đọc và làm trước này thì các bạn nhớ cho mình, đó là chúng ta sẽ phải đo thời gian, tự làm trước nhé, phải đo thời gian. Trong các bài tiếp theo, cô Thanh sẽ đi đến từng dạng bài cụ thể để cho các bạn làm quen với cách làm, tìm đáp án chính xác nhất. Và các bạn nhớ phải download và in tài liệu về trước nhé. Tiếp theo đó, chúng ta cùng cô Thanh tiếp tục làm đề cụ thể từ những năm 2015 đến 2018. Tổng cộng chúng ta có 135 video trong phần này. Chia tay với phần đọc hiểu, chúng ta chuyển sang phần nghe đọc hiểu. Đây là một dạng bài thi mới khác với kỳ thi GRPT. Và chô độc cai là gì? Các bạn có thể nhìn thấy hình ảnh đây, chô độc cai. Chô độc cai tức là vừa nghe vừa đọc hiểu. Chúng ta tưởng tượng đây là một giờ giảng trong trường đại học, đúng không? Thầy, bạn nào đi đại học rồi, học trên đại học rồi thì sẽ hiểu được vấn đề này, sẽ nhìn thấy đây, quang cảnh của trường đại học nó hơi khác cả trường cấp 3 một chút. Đó là gì nhỉ? Lớp học như thế này, ghế xếp như thế này, được chưa? Cao dần lên, đúng không? Và đây là một giáo viên hay là một giáo sư gì đó, được chưa nào? Khi vào lớp thì giáo sư hay là giáo viên sẽ phát cho mỗi bạn học sinh một tờ giấy in, được chưa? Có in nội dung của bài học ngày hôm đó. Và chúng ta sẽ vừa xem cái nội dung bài học ngày hôm đó, vừa nghe xem thầy giáo giảng là gì nhỉ? Thầy đang vậy là chúng ta đã hiểu được nghe đọc hiểu là gì rồi phải không nào? Tiếp theo thầy Dũng sẽ hướng dẫn các bạn cách làm bài thi này như thế nào. Thầy giáo này đã nói, đúng không? Cái phần nào là quan trọng nhất, đúng không? Phần nào là quan trọng nhất?
Đấy thế nào? Và chúng ta vừa nghe vừa đoán xem nó là phần nào, đáp án là số 3 hay là số 2 hay là số 1. Sau đó chúng ta cùng đến với bài thi cụ thể của từng năm. Và trước khi nghe, các bạn cần bổ sung thêm kiến thức về từ vựng mà thầy đã tự biên soạn trong các bài nghe thực tế. Các bạn có thể download file này rồi in ra hoặc có thể tự chép vào sổ tay của mình. Sau khi nghe lần 1, chúng ta nộp bài và nên nghe đi nghe lại nhiều lần để hiểu thật là sâu. Trong trường hợp thật sự là bí vì không nghe được, chúng ta có thể xem lại lời thoại ở đây hoặc có thể bấm vào phần đáp án. Tiếp đến, thầy Dũng sẽ dạy chúng ta về phần nghe hiểu. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nghe bài nghe chokai nhé. Chokai đơn giản thôi, nó giống như là thi GRPT. Giống như nghe đọc hiểu, các bạn phải học từ mới trước, sau đó nghe đề và chọn đáp án. Cuối cùng là phần thi viết luận. Thầy Dũng sẽ có một vài video hướng dẫn các bạn và sẽ tổng hợp lại đề các năm trước cho các bạn tham khảo. Còn phần khá là quan trọng nữa ở trong khóa học này, đó là phần thi luyện thi phỏng vấn. Sau khi chúng ta vượt qua vòng xét tuyển, trường sẽ tổ chức thi phỏng vấn. Vì thế, việc chuẩn bị trước các câu hỏi để luyện tập cũng là một điều rất là cần thiết. Trong phần này tổng hợp đầy đủ các câu hỏi thường gặp và những câu trả lời sẵn cho các bạn tham khảo. Chỉ cần luyện tập thật là nhiều, chúng ta sẽ tự tin nói được, trôi chảy khi tham gia phỏng vấn.